bộ sản phẩm này là 19.000 và chúng ta sẽ được tặng kèm một cái thẻ Very Good như này. Mình đã sắp xếp được nó thứ tự từ 1 đến 27. Thì có một cái lưu ý là đối với trong cái dãy từ 1 đến 27 này, thì đặc biệt là cái con này, con 9 này với con 6 này rất hay bị lẫn với nhau. Các bạn để ý nhá, mình xoay như này thì nó vẫn là 9, hoặc là mình xoay như này thì nó lại là 6. Rất dễ bị nhầm ở con số 6 với 9 này. Rồi, đó là lưu ý cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ xếp thành kiêu. Rồi, xếp thành kiêu như này. Cứ 3 số 1, ví dụ 1, 2, 3, 1, 2, 3 như này. 1 thì bị ngược này. Đó, mình sẽ xếp cặp ấy đây, 4, 5, 6. Chúng ta xếp lệch đi, hoặc là cũng có thể xếp thành cùng dãy như này. Nhưng mà thông thường mình sẽ xếp xô thì nó giống kiểu xếp kiêu gạch ấy. Rồi, nó lệch đi thì nó mới có sự chắc chắn. Tiếp theo là 7, 8, 9. Xếp đúng lại lô phết đấy. Rồi, 10, 11, 12 lệch đi. Cùng sao tay lệch một xếp nó cứ bị xô vẹo vẹo vậy. Rồi, tiếp theo 14, 15, 13, 14, 15. Chúng ta xếp như này. Tương tự như vậy với các cặp này. Cho nó nhanh. 16, 17, 18. Rồi, tiếp theo là cái cặp này. 19, 21. Đó. Xếp cái này thì nó mới chắc chắn này. Ui, nó lệch quá vậy. Tiếp theo là 22, 23, 24. Số lẻ bao giờ cũng kẹp ở giữa nha. Tiếp theo là cặp này, đến 27 này. Tiếp theo cặp này, 27 này, 28, 29, 30. Cặp này, đúng 23. Cặp này, ui cha. Cặp này. Rồi, tiếp theo là cặp này. Và cặp này. Mình giơ này để mình kiểm tra luôn xem có bị sai nhá. Rồi, lật rồi. Rồi, tiếp theo là cặp này. Vậy là hết rồi các bạn ạ. Đây, đến 54 que thôi. Của nó chỉ đến 54 que thôi, không hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ để cho nó thẳng thẳng một chút nha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi như thế nào. Chơi cái trò rút gỗ này thì nó hết sức đơn giản. Thì như đúng cái tên gọi của trò chơi, đó chính là trò chơi rút gỗ. Thì cái mục tiêu trong trò chơi này, tức là người chơi họ sẽ rút những cái số ở trên này. Ví dụ ở đây nó sẽ là một số từ 1 đến 54. Đây, mình quay mặt 54 cho anh em xem. Đây, nó là 54. Chính vì vậy nếu mà chúng ta, cách thứ nhất là chúng ta chơi xúc xắc như này. Thì xúc xắc này chúng ta có thể gieo xúc xắc và chơi theo hình thức là chẵn lẻ. Chẵn lẻ thì chúng ta có thể hai cách. Thứ nhất là mỗi người sẽ dùng một viên như này thôi. Một viên như này. Mỗi người một viên như này. Ví dụ đây là một người chơi này, đây là một người chơi này. Thì chúng ta sẽ gieo những viên xúc xắc như này. Thì ví dụ nếu mà gieo quân số 5 là lẻ thì người chơi được quyền rút quân lẻ. Đó. Và cái thứ hai là cái trường hợp mà mình có thể chơi là cái hình thức là mình có thể gieo 4 quân một lúc. Rồi tính total, tính tổng. Ví dụ đây, mình rút được 3, 2, 3, 9, 6. Thì cái này sẽ giúp cho các cháu và các bé thì luyện cái khả năng tính nhanh. Ví dụ đây 3, 5 với cả cái này là 8, 8 là 16, 16. Nên chúng ta sẽ rút quân là 16. Đó, ví dụ như thế. Có rất là nhiều cách chơi, hoặc là mình cũng có thể chơi kiểu chẵn lẻ. Ngoài ra thì nó sẽ có một cách chơi nữa là như thế này. Mình sẽ không dùng xúc xắc và mình sẽ dùng đến những cái này. Các bạn hãy cắt ra làm 54 cái thẻ bài như này. Hoặc là mình sử dụng túi rút khơ cũng được. Mình sẽ đánh số từ 1 đến 54. Và chúng ta sẽ chơi kiểu như là sóc đĩa. À quên nhầm, chơi theo kiểu là rút thăm ngẫu nhiên. Đấy, ví dụ như này. Ví dụ như thế. Thì ở đây ví dụ mình sẽ ví dụ nhận đó. Mình sẽ rút thăm một que, một cái số ngẫu nhiên trong cái con số này. Ví dụ mình rút cùng con này đi. Ví dụ là 54. Ví dụ là 54 thì quay trở lại. Ui, 54 thì dễ quá. 54 là ngay đây. Thì các bạn hãy nhìn xem trong này có 54 ở đâu. 54 chính là que này đúng không? Thì chúng ta sẽ rút que 54.
Đó. Và chúng ta sẽ xếp lên hàng trên cùng. Thì các bạn xếp như nào cũng được. Xếp như nào cũng được. Miễn là sao có thể đặt ở trên này. Xếp cái gì cũng được. Và cái mục tiêu của trò chơi này đó chính là những người là làm đổ cái kia này hoặc làm rơi một cái que này xuống chẳng hạn thì sẽ là người thua cuộc. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái này bằng cái xúc xắc nhá, và mình sẽ chơi bằng một viên thôi, một viên mỗi người sẽ gieo một lần. Cái này thì nó có bốn viên như này thì mình có thể chơi được bốn người, ví dụ trong gia đình chúng ta có bốn người chẳng hạn thì mỗi người sẽ cầm một viên xúc xắc như này đó, có thể là bố mẹ anh chị em mỗi người một viên. Sau đó thì chúng ta sẽ chơi với nhau và có một cái hình phạt hoặc là một cái mức thưởng cho người thắng cuộc chẳng hạn. Người thắng thì sẽ được một cái phần quà như nào, hoặc là người thua sẽ phải chịu một cái hình phạt như nào. Thì đây là một game rất là dễ chơi và dễ trúng thưởng. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thử nhá. Ví dụ mình sẽ đây đã không có ai quay cùng thôi, mình sẽ chơi với tay trái chơi với tay phải vậy, đành phải thế. Bây giờ sẽ là cái trận đấu giữa tay trái và tay phải. Đây mọi người sẽ cầm một viên xúc xắc như này. Thì đầu tiên sẽ là bạn ai gieo trước cũng được. Ví dụ mình lấy tay trái mình gieo trước. Như vậy con số đầu tiên là con số 1. Bây giờ mình sẽ phải rút square số 1 ở trên này. Hoặc là các bạn có thể rút số lẻ đi. Mình sẽ chơi rút chẵn lẻ nhá, số 1. Là số lẻ nhá, thì rút một cái con số lẻ ví dụ như là lẻ bao giờ nó ở giữa các bạn ạ. Rút lẻ bao giờ cũng khó nhất. Lẻ này. Cái này xếp sai này. Cho rút luôn cái này vậy. Đó, mình rút một que này. Chết rồi nhỉ. Đấy ví dụ. Đó, mình đặt như này. Tiếp theo là đến bên này. Ví dụ gieo. Như vậy là con số 2. Số 2 là số chẵn, mình sẽ rút một que chẵn. Ví dụ đây, mình rút tiếp một que chẵn ở đây. Ui, khó phết đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt lên đây. Một là mình có thể xếp tiếp ở đây. Cái này chơi với nhiều người thì rất là vui. Rồi, tiếp theo, đến bên này. Như vậy là số 6 là số chẵn, mình sẽ rút một que chẵn. Khó nhỉ. Chẵn nên rút bên này vậy, nó đang hơi nghiêng bên này. Cái này phải cho chơi luyện là cái tính hết sức là cẩn thận, khéo léo của các bạn. Ví dụ rút một que nó sẽ sập cả hệ thống rồi ạ. Rồi. Ví dụ mình rút một que số 10 này, mình sẽ đặt lên đây. Đặt như nào cũng được, miễn là mục tiêu là hạ gục đối phương. Rồi tiếp theo lên bên này. Như vậy là số 5 là một số lẻ, mình sẽ rút một con số lẻ ở đây. Má ơi. Khó vậy. Rút số nào bây giờ đây? Rút số rút hàng này chắc chắn nó xô mất. Đây mình rút quay này. Số này là số 19 nha. Đây 19 đây này. Nghiêng cho anh em xem. Số 19 cũng là một số này. Rồi mình sẽ xếp lên đây. Rồi tiếp theo, số 2 nha. Là số chẵn, mình sẽ rút một que chẵn ở đây. Que chẵn đây, rút số 6 đi. Rút số 6 bên này sập mất. Nó đã bắt đầu nó nghiêng rồi các bạn ạ. Bắt đầu nghiêng rồi. Bắt đầu nghiêng rồi. Bắt đầu nghiêng rồi. Bên này bắt đầu lún rồi. Tiếp theo là đến tay bên này. Đây là mình chơi một, đang tự kỷ để chơi một mình thôi. Mà nếu mà chơi với bạn bè hoặc là người thân hoặc là với các cháu nhỏ thì nó sẽ rất là vui. Nó rất là nhiều rèn luyện, rất là nhiều kỹ năng cho các cháu ở trò chơi này. Nào, số tiếp theo là số 3. Một số lẻ. Ui cha, khó quá. Cái này nó sắp sập rồi. Nó sắp sập rồi, bây giờ rút thì nó cũng sập. Bây giờ mình sẽ rút số bên này nha.
Dung sinh rồi, dung sinh rồi, dung sinh rồi, dung sinh rồi. Rồi. Khó quá các bạn ạ. Trong cái trò chơi này thì cái nội quy là mình có thể dùng hai tay, một tay, tùy các bạn nhé. Cái này là một trò chơi mở, rất là dễ, có thể tự áp những quy định, các cái luật ở đây. Thôi mình rút trên này vậy. Mình sẽ rút con số 45 trên này. Đấy, số 45. Bây giờ sẽ lắp trên này. Ui rồi ôi, bắt đầu nó rung kinh lắm rồi. Muốn cái gọi là sát phạt nhau thì các bạn có thể xếp càng lâu càng tốt, xếp càng cao càng tốt. Cái này thì mình có thể xếp hàng hai que đan nhau như này thì nó sẽ cao hơn cái mình xếp kiểu ba kiêu như này. Đây là ba cái kiêu nó ốp như này, đây là xếp hai kiêu như này thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Rồi tiếp theo đến bên này nhỉ, mình không nhớ bên nào nữa rồi, thôi cứ rút thôi. Như vậy là số 5 nha, là số lẻ. Tiếp tục rút số lẻ là, ôi dựa khó phết, bây giờ mới là khó này. Tôi rút đây vậy. Sắp đỏ rồi, sắp đỏ rồi. Đây, một số lẻ là 39. Rồi, đặt đây là 39. Tiếp theo là bên này, chơi của mình cũng vui phết ha. Số 4 nha, là số chẵn. Thì số chẵn thì đây, rút luôn số 18 này. Bên này rút, bên này sẽ đổ lắm. Không được, 18 bên này sẽ đổ mất. Mình sẽ rút khoảng ở đây đi, 34 này, rút bên này đi nào. Chưa đổ ạ. Rồi, một số chẵn là 34. Bắt đầu nó nghiêng bên này rồi. Bên này tiếp theo, số tiếp theo là số 1 nha, số lẻ. Khó phết nha, khó phết đấy các bạn ạ. Số 1 mình sẽ rút bên nào đây. Bên này rút bắt đầu 3 que rồi, bây giờ chỉ rút những bên 1 que thôi. À, rút những bên còn 3 que. Số 1 là số lẻ đúng không, rút 25. 25 sập mất, anh em sập mất. Ui khó nhỉ, mình rút que này mình nghĩ là sập mất này, 31 để sập này, để rút 25 này không rút được các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã có kết quả của cái set đầu tiên của game này. Vậy là bên tay phải đã làm sập cái đống này và kết quả là đã bị thua. Rồi, còn cái này xếp mỗi lần xếp lại hơi lâu các bạn ạ. Xếp lại rất là ngại luôn ấy. Nó xếp lại rất là ngại. Hoặc là mình xếp theo kiểu là số ngẫu nhiên cũng được, chứ không cần phải, nhiều khi là chúng ta không cần phải xếp theo cái gọi là 1, 2, 3, 4, 5 gì cả, chúng ta xếp hoàn toàn ngẫu nhiên cũng được. Đây, cứ đủ ba kia là chúng ta xếp thành một chồng như này, không cần phải nó đi theo một cái thứ tự gì cả. Rồi, mỗi lần chơi xong thì nhà mình có thể cất vào như này để sau chơi tiếp. Mình có thể để một cái túi như này.
vì không có hộp, nếu mà có hộp thì cất ở hộp đẹp hơn, nhưng mà đây đang nghỉ như này vậy. Rồi mình có thể cất đi đây một túi của chúng ta đây, nhưng mà để như này không đẹp lắm, mình thử gói và cất đi đó cho các cháu nó chơi như này. Ở đây mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách chơi và chơi thử một ván xem như nào, nó cũng hết sức là dễ dàng. Và sau khi đổ như này thì chúng ta xếp lại như bình thường và tiếp tục chơi tiếp. Và tiếp tục cái này thì mình nghĩ rằng chơi với các bé hoặc các cháu nhỏ thì sẽ rèn luyện cho các cháu cái tư duy, cái tư duy về làm sao để xếp cho những cái này nó không bị đổ này, hoặc là cái tư duy về tính toán tính nhẩm. Nếu mà chúng ta chơi kiểu bốn cái này thì tính cái cổng sẽ giúp các cháu nhanh nhẹ hơn trong cái tính toán. Tôi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Và xin nhắc lại đây là một sản phẩm của Lazada nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.